D nha cả nhà. Đó, một cây cúc thọ hương ha. Trời quá trời, cây này cô chú, cây rất cái đẹp này luôn. thì nãy em đo là 1m7 nha cả nhà, cao quá. Giờ đo lại Có cành này cô chú mình ha. cái này cao tầm 1m7 á, 1m7 nha. Tà ngang đi bé Nhi. Cái ngang được 1m hả? Gì chứ thấy bự mà. Chào Nhi nha. Dạ em chào chị, em kính chào quý cô chú anh chị em đang xem kênh ạ. Thì hôm nay em tiếp tục lên kênh của mình, thì em đang giao lưu với cả nhà mình một cái lô siêu âm mình lợi của em. Thì hàng hôm nay là để thú và em sẽ đi luôn cái chậu cho cả nhà mình ha. Hey. Em sẽ tặng luôn cho cả chậu mình, cả nhà mình cái chậu ha. Cái này là chậu gốm sứ nha cả nhà ơi. Rồi thì số điện thoại giao lưu của em là 0373 919774 và cuối clip là em sẽ có một cái cây thọ hương lớn nữa nha cả nhà. Đó. Rồi cô chú mình đón xem nha. Thì mã số 1D nha. Thì nếu mà anh chị em này mà mình muốn tới tận giường á để mà mình được có giá ưu đãi hơn á thì theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lát, Bến Tre ha. Rồi. Đây. Một cái cây siêu bông bình lợi đây, vô cái chậu rất là đẹp nha cả nhà ơi. Để thú rõ nha cả nhà mình. Chậu bông mai ha cả nhà. Đó. Này chậu gốm sứ nè, chậu gốc duyên luôn nha. Siêu bông bình lợi. Em tặng chậu em đi kiện gỗ nha. Chiều cao được 44, tán ngang được 36 cả nhà ơi. Cái này là mình về mình lấy bo được rồi ha. Rồi, cây già bo rất là nhiều bo ha cả nhà, mình về mình lấy bo hoặc là mình coi mình tỉa lại ha. Rồi. Mình thân được 15. Đó. Nguyên một con thú luôn cả nhà. Bình lợi rồi cả nhà. Cái mã 1D cái này em giao lưu với giá là 1,1 triệu, em bao ship và tặng luôn cái chậu ạ. 1,1 triệu ha, gửi luôn chậu như thế này nha cô chú anh chị. Cây mình tới cả nhà mình đặt cây, cái cây tới cả nhà mình nhận một cái cây y chang như thế này luôn ha, không bị không có bó bầu ha cả nhà. Luôn rồi, cái chậu như vậy ha. Nên cây nó sẽ rất an toàn và khỏe nha cả nhà ơi. Dạ. Mã tiếp theo luôn ha. Mã số 2D đây. Bình lợi luôn hả? Bình lợi luôn. Rồi. Đi chậu luôn. Chiều cao 62. Quá trời bo già. Tán ngang được 53. Bình thân được 15. 80 là nguyên bộ đế của nó ạ. Ừ. Trời đúng ha. Đó. Mã 2D nha cả nhà. Cái này thì nằm trong chậu 3 ha. Siêu bông bình lợi cô chú. Rồi cây này em giao lưu với giá 1,2 triệu, em bao ship ạ. 1,2 triệu cho mã này nha cô chú, cây đẹp ha. Mã số 3D nè. 3D cũng là bình lợi ha. Cây này cái đế bự dưới ta. Hôm nay em lên hoàn toàn là bình lợi hết, chỉ có một cây cúc họ hương mã số cuối clip thôi cả nhà. Rồi. Chiều cao 62, tán ngang 40. Cây này đế đẹp cô chú. Quỳnh to nữa ha. Quỳnh thân được 19 ha. Rồi. Nguyên bộ đế nó được 69. Thì nếu mà bây giờ cả nhà mình đặt hàng á thì qua lễ em mới đi cây gửi hàng cho cả nhà mình nha. Tại vì trong thời gian lễ á bên bưu cục nó nghỉ nhiều cho nên là giao cây đi thì để thời gian lâu nó giao giam cây của mình nó sẽ bị hư cây. Nên bây giờ anh chị em mình đặt cây thì qua lễ em sẽ gửi cây ha. Ừ. Mã số 3D, cây này em giao lưu với giá là 1 triệu bao ship ạ. 1 triệu cho mã này nha cô chú mình ơi. Cây đẹp nha cô chú. Rồi cô chú tham khảo nha, giống siêu bông bình lợi luôn nha. Theo luôn nè. Mã 4D cũng là một cây bình lợi nha. Cái đế khiếp rồi. Cô chú ôm hết những cái bầu luôn ạ. Chiều cao 53, tán ngang 33, bình thân được 16. Rồi. Nguyên một đế nơm của nó được 78 à. Ghê gớm cây này chưa? Quá trời luôn cô chú. Ừ. Cái mã 4D, cây này em sẽ giao lưu với giá là 1,1 triệu nha cả nhà, em bao ship ạ. Cái này là em đi tặng chậu hết rồi. Siêu bông bình lợi luôn cô chú mình ơi. Cái về cô chú mình lãi lá hết cho nó bung tược mới. Nếu mà mình chơi hoặc là mình cắt những bấm diện xíu rồi nó nhảy tược cái gì lắm. Này đang già cây đọt cô chú. Rồi mã tiếp theo ha. Mã 5D đó, cũng một cây bình lợi ạ. Một con bạch tuộc nè. Dễ cưng chưa. Vô chậu mỹ nghệ luôn cả nhà. Chiều cao 42, tán ngang 35, bình thân được 17 ha. Ừ. Cái này 55 ha. Cái này có phải không? Cái 5D, cái này em giao lưu với giá là 1 triệu em bao ship ạ. À. Rồi 1 triệu bao ship á cô chú, có chậu gì cho mình luôn nha. Mã tiếp theo nè. Mã 6D cũng là một cây bình lợi ạ. À. Đây cô chú, ồ cái đế cực quá ta. Đế nôm thú nha cô chú mình. Chiều cao 78. Rồi. Tán ngang được 58. Hoành thân được 14. Bộ đế của nó là được 50 ạ. À.
cây rất đẹp nha cả Nguyên nhà. một con thú nha cả nhà ơi, Em chân cắm cây dài này nè cô ha, chú, nó cưng ghê chưa, thú nổi nè, tết là bông sum xuê luôn, nguyên một cây thì rực mã hoa luôn nha. 6D ạ. Cái này em giao lưu với giá là 1.200.000 bao ship nha cả nhà ơi. Rồi thấy Còn cô cái chú này mình là coi cái cái cốt nè, nó mập mập đây. tù lù luôn nha. Cô chú mình có cần lấy bo mình cắt ngang lên cái nè, trời ơi nó lên từ không chịu nổi luôn á, nó rất là sung và mạnh nha cả nhà mình đây. Rồi, em xin phép tỏi cây ạ. Mã số tiếp theo luôn, Mã 7D đây. một cây bình lợi hết cô chú mình đây ha, đế nôm như cả nhà ơi, cái này là bé Nhi tặng chậu cho mình luôn ha. Chiều cao được 43, tán nhang được 30, Rồi quỳnh thân được 17, nguyên cái đế quái nè, cực kỳ quái luôn. được 58 nha cả nhà. Rồi Cây mã 7D, cây này em giao lưu với giá là 1.000.000 em bao ship ạ. 1.000.000 cho mã này cô chú, cây đẹp nha, cô chú mình tham khảo nha. Theo là 8D, 8D cũng là bình lợi á. phải nói là cái lô này cái đế rất là hay cưng hết cô chú mình, đế nôm quái không nha, đủ kiểu nè. Chiều cao 44, Rồi tán nhang 27, bình thân đây được 14 ạ. Tủ này được 32, mùa đế được 55, mã 8D luôn ha. Wow, cái đế này nó quái nha cả nhà, lạ ha. Cái này em cũng giao lưu với giá là 1.000.000 bao ship tặng chậu ạ. 1.000.000 nha cả nhà ơi, cho mã số 8D ha. Rồi đây là mã số 9D, một cái siêu bông bình lợi Cái này cho cũ đặc ạ. À, chú nhỏ nha. chiều cao được 53, Cũng khá là có duyên nha cô chú. tán ngang được 43, hoành thân được 19 ạ. Rồi Cụ nở ha, đặt hết cả nhà. Mã 9D, cái này em giao lưu với giá 800.000 nha bao ship ạ. À, rồi giá rất là ưu đãi cho mình luôn nha cô chú, tặng chậu luôn ạ. À, hàng chuẩn giống siêu bông mình lợi luôn ha, 800 bao ship tặng chậu cả nhà mình đây. Tiếp theo 10D, mã 10D cũng là bình lợi luôn. cái đế nè, cái đế nôm quái ghê chưa. Chiều cao 46, Rồi tán ngang 28, thân được 18 nha cái gì, cái nôm hả, ừ 59. Rồi nhiều đó cái nhiều cái gốc cổ thụ quá cả nhà. nè, chúng ta cái phần này là như cái phần sớm 18. 18 luôn ha, quá trời cây nha cô chú, nó ai thích đế nôm á mình tham khảo cây này nha cô chú. Rồi, mã 10D, cây này em giao lưu với giá 1.000.000 bao ship luôn ạ. 1.000.000 bao ship cho mã này nha cả nhà mình ơi. Tiếp theo cô chú, Mã số 11D đây là một cây siêu bông bình lợi, cây này có cái đuôi nha cả nhà. dáng thú nha cô chú, cây rất đẹp luôn ha. Ôi thú rõ luôn Nhi ơi, quá đẹp cây này rồi chú. Em quay nắng ha, gọi Chiều lên cao cây đẹp quá. 83, Rồi cây này được 57 ở nhà ơi. Cái này mình về mình lấy bo được giùm em rồi ha. Ừ. Đó, mình lấy rất là nhiều bo ha. Cái này em đã lấy bo rồi nha cả nhà. Đây, bởi vì nó chuẩn giống cho nên em đã lấy bo rồi nha cả nhà. Nó đang lên những cái cơ tược rất là sung hết cô chú Đây, mày. nó đang ra cái tục mới này cả Dạ nhà. Đó, mình đợt đó em cũng có bấm ngay đây. Đó, bây giờ nó đang bấm tục mới này cả nhà. cô chú mình về chơi thì mình bấm lại hay cho nó ra giữ hơn nữa nha, như đấy đẹp quá đó, không số gì để thú luôn cô chú. Thân được 23, Rồi có cái đuôi nha cả nhà ơi, hiếm cây mà có đuôi lắm, ít lắm. 63 cũng có nhưng mà đây ít chỗ này ha. cái gì, đây cái hoành chỗ này coi, thường đây chỗ này xin coi xuất tên quá à. Chỗ này là 63 là cái bộ đế cái gì? ừ đúng rồi, hoành chỗ đó đó. Chỗ này được 26 ạ. Ờ hoành 26 đâu có 23 à, tự hào quá trời. Rồi sang dòng cái gì, Siêu bông mình lợi mã 11D ạ. À, cây này em giao lưu với giá 2.800.000 em bao ship nha. tặng luôn chậu hả Nhi ha. Dạ, em tặng luôn cái chậu nha. Dạ rồi cô chú mình có nhu cầu sưu tầm thì mình sưu tầm em nói nha, em thấy đế quá đẹp luôn, tết này có con cây đế thú chơi tết nha cô chú, đặc biệt là giống siêu bông bình lợi nha. Rồi nếu mà mình cần lấy bo thì cây này tầm khoảng chừng 60-70 bon lên đó cô chú. Mã số cuối clip luôn hả cô chú. Dạ, mã số 12D nha cả nhà. Đó, một cây cúc họ Hương ha. Trời quá trời cây này cô chú, cây rất Cái đẹp này luôn. thì nãy em đo là 1m7 nha cả nhà. Cao quá, giờ đo lại. Cốt cành này cô chú mình ha, cái này cao tầm 1m7 á, 1m7 nha, tà ngang đi bé gì, cái ngang được 1m ạ.
gì chị thấy bự mà. Hè đâu từ đây qua Tại đây coi. kéo không hết nè. Trời ơi thôi bà ơi. Mấy 1m4. ít Ừ. ba Nè. ba Rồi đó thông số đi. Tại đó ở trên này nè cả nhà. Rồi. Mé trường hao quá tí của chúng mình. Mình hơn đây được 26. Rồi, đo nhiều vị trí nha. Ý là được 39 nè. Rồi. Ba mươi là cái chỗ này. Cái này nó đẹp nhưng cô chú nó già dữ lắm luôn. 102 là nguyên cái bộ đế của nó nha Dạ. cả nhà ơi. À cây này là cúc thọ hương, Cúc cây này thọ hương ghép ạ. tầm 4 mùa ăn lên đấy cô chú mà. À, cốt cành quá tí luôn ha. Cô chú mình nhìn cái dàn xương cành xương cốt nè, liền Cả hết nhà trơn ơi, ha. ngay đây nó một có một vết thẹo lũa ngay đây nha cả nhà. Thẹo lũa không? Chỗ này nha. Ở trên ha, đây cô chú mình ha, nó có sẹo xíu ha. Nhưng Nhưng mà không mà sao, cây nó vẫn phát triển tươi đúng rồi. tốt bình thường nha cả nhà Cây nó đó. mạnh quá Cả nhà trời mình này coi chú. cái cây nè. Là may ghép nha, như như một cái may ghim luôn cả nhà. Cốt cành nó nhạo rất đẹp nha cô chú mình. Nó chỉ có một cái vết sẹo ở trên ngay chỗ cái chóp đầu của nó thôi á. Rồi ha, cây này là cúc thọ hương cô chú, hàng ghép 5 mùa Đã luôn ha. 12D hết rồi, cây nó bự. 12D. Ồ cây này hứa hẹn với cô chú mình là một cái Tết rực rỡ luôn nha. Cây quá trời đẹp cô chú, nó mới mới đồn mà lên cơ như thế này ha, Cây còn này Tết như thì này dữ lắm. cây nó tuy nó bị sẹo, nó bị ấy cái thân nhưng mà không sao cả nhà. Tại vì cái này cũng được mấy mùa rồi, em nuôi từ nhỏ đến lớn nên là cây nó vẫn phát triển mạnh mẽ bình thường. Nếu mà anh chị em mình không ngại cái cây nó bị có sẹo á Ừ. thì mình tậu cái cây này về ha, tại vì cái cây nó quá trời to nè. Cô chú nó bị ở trên lỗi cái trên xíu thôi nha cô chú này, nhưng mà cô chú mình nhìn cái cành là cốt nó mập ha, cây rất là khỏe nha, vẫn bình thường không thấy gì nha cô chú anh chị nè, quá trời cây này cô chú ạ. Nếu mà Rồi cái cây nó bị suy hay là cái cây ngay chỗ đó nó ảnh hưởng tới cái cây gì thì cái cây nó không có ra tược được như vậy đâu cả nhà. Đó, đúng nó rồi. ra tược đều hết trơn nè. Thì cái cây mã số 12D, cây cúc thọ hương, cây này em như luôn với giá 8 triệu thôi. Em bao ship ạ. 8 triệu bao ship khu vực miền Nam nha. Dạ. Rồi cô chú ơi, mình tham khảo lại cái nha. Em quay cái bệ đế cho cô chú mình coi nha. Cây em thấy cây này rất là ok like cả nha. Cốt cành đẹp nha, nhão trơn à. Cây già cây khủng khiếp luôn nha. Rồi cô chú anh chị mình đam mê dòng cúc thọ hương thì mình có thể sưu tầm em nó về để mình chơi nha cả nha. Rồi, mình chào khán giả luôn nha. Cô Lê thì xin chúc anh chị mình xem clip vui vẻ ha. Ưng ý mã số nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0373 919 774 ạ. Em xin chào cả nhà mình ạ. Rồi chào cô chú anh chị mình và em hẹn gặp lại ở video tiếp theo luôn nha.